Nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn là một nghệ sĩ giỏi về vũ đạo và am hiểu về bộ gõ chèo. Khó có nghệ sĩ chèo nào vượt được ông trong lớp chạy đàn mang đậm yếu tố tâm linh trong sinh hoạt văn hóa của người phương Đông. Bước sang tuổi 73, sự nhanh nhạy vốn có của sức trẻ ít đi, nhưng ông vẫn còn nguyên vẹn một niềm đam mê với nghệ thuật chèo như buổi ban đầu. Và sức thanh xuân của những vai ông diễn vẫn được toát ra ở từng cử chỉ, từng động tác và vẫn tạo nên được một sức cuốn hút kỳ diệu. Nguồn gốc của mọi sự sáng tạo là phải hiểu, thấm thía giá trị sâu xa của nghệ thuật truyền thống. Phải chăng một nửa thế kỷ cuộc đời trăn trở suy tư lăn lộn với nghề chèo như Đí Đồ đã tầm sư học đạo nhặt nhạnh chắc chiêu với truyền thống của cha ông, nên nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn đã tạo được cho mình một khả năng diễn hài độc đáo, để rồi đã và đang truyền lại cho lớp lớp học sinh với mơ ước họ sẽ là những người giữ vững và phát triển nghề tổ trong xã hội hiện đại bằng cách phát huy lối diễn ngẫu hứng, một lối diễn rất quen thuộc và tự nhiên đến độ tuyệt vời của nghệ thuật chèo. Chính lối diễn ngẫu hứng này đã tạo nên cho nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn một phong cách diễn hài phóng khoáng, tự do, luôn nảy sinh những sáng tạo bất ngờ và tạo được sự giao lưu truyền cảm giữa người diễn và người xem mà chỉ hề chèo mới có được. Thank you.